Xin chào các bạn, hôm nay Dụng cụ nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn một mẫu máy làm bánh kẹp dạng công nghiệp. Công nghiệp có nghĩa là máy này có thể làm rất là nhanh. Mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem chi tiết của máy. Đây là những bộ phận của máy nha các bạn ha. Đây. Máy này công suất rất là mạnh, xài dòng điện 220, công suất của nó là 1200W. Đây, thông số của nó như các bạn. Máy hầu như là được bọc bằng một thép không rỉ. Tay cầm dạng lò xo rất là chắc chắn, mình có thể tháo ra rất là dễ dàng. Trên máy thì gồm có những chi tiết đó là nút công tắc nguồn, nút báo hiệu đè nhiệt độ của máy khi nóng lên các bạn. Còn đây là nhiệt độ của máy, được có từ 0 độ cho đến 250 độ nha. Còn bên đây là nút hẹn giờ. Nút hẹn giờ này thì các bạn hẹn khoảng 1 phút thì nó sẽ khi nó chạy ngược lại thì hết, thì nó sẽ có tiếng chuông cho các bạn biết là đã hết 1 phút hoặc bao nhiêu đó. Trên đây thì tối đa của nó là được 5 phút nha các bạn. Mình sẽ mở cả khuôn này các bạn xem ha. Đây. Khuôn nhìn rất là đẹp, có lớp chống dính các bạn. Mở ra mở vô rất là nhẹ. Mình đấy, các bạn có nghe được tiếng không? Đó là cái đồng hồ nó báo là hết thời gian một phút rồi. Mình sẽ cắm điện thử cho các bạn xem. Tài điện gia đình các bạn thấy rất an toàn. Mình bật nút nguồn lên nhé. Đường nướng bánh thì tầm 160-170 các bạn. Khi bật nhiệt độ lên thì đèn đây sẽ nóng, sẽ tắt sáng các bạn ha. Tức là máy nó đang cái độ là đang làm nóng máy lên, nóng khuôn này lên. Đây, mình cảm thấy rất là ấm rồi. Máy này hiện tại đang được bán tại cửa hàng Dụng cụ nghề Hoàng Long các bạn. Nếu các bạn muốn đặt máy thì hãy liên hệ số là 0917 701001.